Đây, muốn tải copy link đấy. Vào trình duyệt copy vào enter đấy. Đấy, tự tải này 9,4 GB hiển thị này. Sang bên này dán vào đây này, hỏi có tải không? Rồi kích đúc vào rồi ra đây đấy, đã tải hai cái này. Ôi trời ơi, ok nhá. Đây, cái thứ hai 30,9 GB, cái thứ nhất 9,4 GB. Mỗi thế mà không tải được, chịu thua.